Mình là Vinh, mình cũng chỉ là một tờ CC của Bắp thôi. Hôm nay mình lên đây để mình hướng dẫn cho các bạn cái cách phục hồi lại cái chó đen xe nó bị trầy xước nha các bạn. Như thế này nè. Đây. Chó đen xe nó bị xước như thế này, nó mờ như thế này. Cách mình khắc phục lại cho nó. Nói chung là nó cũng không có như mới lắm nhưng mà nó tương đối nhìn được nha các bạn. Rồi các bạn kỹ xíu này có thể làm như mới được. Đây, mình làm cho các bạn xem. Đây là trầy xước, nó xước cũng sơ thôi. Nên là mình phải lấy một cái giấy nhám nhỏ hơn. Giấy nhám nhỏ hơn để mình chà cái đó nha các bạn. Một lá nhám nhỏ hơn. Dạ đây, còn nếu như mà cái hiện trạng mà xe mà bị té, xước sâu quá hai bên đây này. Xước sâu quá bạn lấy cái dao lam á, bạn cạo cho nó bằng cái mặt đi. Cạo hết vuốt cho nó bằng mặt đi. Xong rồi lấy nhám mình bằng các bạn chà lại. Nhưng mà nhám đặc biệt phải chà bằng nước nha. Quay vô. Đây các bạn, có mình chà nha, nhám này. Rồi các bạn lấy bông các bạn lau sạch lại, bông hay là vải khô cũng được nha các bạn. Các bạn có thể làm ngay tại nhà mà không cần phải tháo cái pha đèn ở đâu nha các bạn. Còn nhiều bạn mà đi xước sâu quá kỹ thì các bạn nên tháo pha đèn ra. Tháo cái pha đèn ra mình làm cho nó kỹ hơn. Đây, nó chỉ xước nhẹ, mình chỉ hướng dẫn cho cái đây. Là mua Kana nha các bạn. Cái đây đánh bóng xe đó. Kana các bạn mua chừng 5, ví dụ như xe ở nhà các bạn thì các bạn mua chừng 5 đến 10 ngàn thôi. Rồi kèm với bông, bông gòn các bạn. Các bạn thấm vô. Rồi đánh lên thì thiệt nhẹ. Thiệt mạnh lên, thiệt mạnh lên. Hơi mạnh tay xíu nha. Hơi bị mỏi tay á, ráng gì đánh cho mạnh tay xíu. Bạn đánh chừng nào cảm thấy cái pha đen mình nó bóng nó hết cái vết trầy xước rồi thôi nha các bạn. Đây mình sẽ lau lại cho các bạn xem. À, hết rồi nha các bạn. À, y như mới luôn. Thấy chưa? À, mình hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách gì phục hồi cái chó đèn xe bị xước, trầy xước nha các bạn. Mình xin kết thúc video tại đây. Chúc các bạn thao tác thành công.